Cô chào các con. Cô Hoàng Vân rất vui mừng chào đón các con đến với bài học trang số 43. Chúng mình sẽ học bài Frederick. Bài này là opus số 28, số 20 của nhà soạn nhạc Chopin. Và bây giờ thì chúng mình sẽ có phần chơi đối với khóa son và khóa pha. Ở phần này thì các nốt nhạc sẽ được chơi xen kẽ nhau. Chính vì vậy mà khi đọc nốt cô sẽ hướng dẫn luôn đối với nốt nhạc của khóa son và khóa pha cùng một lúc với nhau. Thì đây là phần chơi hòa tấu. Thế thì các con lựa chọn chơi phần này và chúng mình hòa tấu với thầy cô của mình hoặc chúng mình chơi cùng với nhạc beat cũng rất là tuyệt vời. Bây giờ chúng mình cùng bắt đầu nhé. Nhịp 4-4, cô sẽ lấy nhịp đều. 1, 2, 3, 4. Mi, 2, 3, 4. Fa, 2, 3, 4. Mi, 2, 3. Rê, đồ, hai, ba, bốn. Đồ, hai, ba, bốn. Rê, hai, ba, bốn. Đồ, hai, ba. Si, là, hai, ba, bốn. Si, hai, ba, bốn. Đồ, hai, ba, bốn. Mi, hai, ba. Rê, đồ, hai, ba, bốn. Si, hai, ba, bốn. Mi, hai, ba, bốn. Son, hai, ba. Fa, mi, hai, ba, bốn. Đố, hai, ba, bốn. Đố, hai, ba, bốn. Si, hai, ba, bốn. Si, hai, ba, bốn. La, hai, ba, bốn. Si, hai, ba, bốn. Son, hai, ba. Fa, mi, hai, ba, bốn. La, hai, ba, bốn. Fa, hai, ba, bốn. Mi, hai, ba. Rê, đồ, hai, ba, bốn. Đồ, hai, ba, bốn. Rê, hai, ba, bốn. Đô, hai, ba. Si, là, hai, ba, bốn. Đây là phần nốt nhạc. Bây giờ thì các con cùng quan sát cô chơi ở trên phím đàn nhé. Cô sẽ hướng dẫn vị trí đắp tay cũng như là giai điệu và tiết tấu của bản nhạc này. Ở vị trí đặt tay phải, chúng ta sẽ đặt nốt đô trung tâm và nốt mi bắt đầu xuất phát bằng ngón số 3. Thế còn tay trái thì các con cũng sẽ đặt ở vị trí đô trung tâm, tuy nhiên chúng ta sẽ đặt bằng ngón 2 ở đô chứ không phải là ngón 1. Sau đây cô lấy nhịp đều. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Mi, 2, 3, 4. Fa, 2, 3, 4. Mi, 2, 3. Rê, đô, 2, 3, 4. Đô, 2, 3, 4. Rê, 2, 3, 4. Đô, 2, 3. Si, la, Si, hai, ba, bốn. Đô, hai, ba, bốn. Mi, hai, ba. Rê, đô, hai, ba, bốn. Si, hai, ba, bốn. Mi, hai, ba, bốn. Son, hai, ba. Fa, mi, hai, ba, bốn. Si, hai, ba, bốn. La, hai,
Ở bài này thì số ngón tay của tay trái thì không có gì khó khăn, nhưng số ngón tay của tay phải thì khá là phức tạp. Chúng ta chơi phải lưu ý về sự chuẩn xác phím đàn và số ngón tay nhé. Điều này rất là quan trọng cho các con ở những bài học sau. Sau đây cô sẽ chơi cùng nhạc beat tốc độ chậm và nhanh, các con cùng nghe và quan sát nhé. Bây giờ cô sẽ chơi với tốc độ nhanh. Bản nhạc này chỉ có một lần từ đầu đến cuối thôi, chúng ta không cần quay lại nhé. Như vậy, cô đã vừa trình bày xong bài Prelude. Chúng ta hãy kiên trì luyện tập từng phần ngắn một và chúng mình ghép với nhạc cho tốt. Cô chúc các con luyện tập bài này thành công. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các con ở bài học tiếp theo.